Hôm nay hai cửa bà sinh hai bà vàng, một bà cửa sông của họ Nông nhỉ, một bà trên núi thì có lưu chúng ta gọi mẹ xuống khám quan khám lễ à? Ôi rồi lợn thì thịt sáng các con nhà ta bây giờ cứ ra chợ là có sáng kìa. Hôm nay bà lên xuống khám lễ khám quan nào, con ra là mua nhà ở đâu thế này? Nó mang
chăn đến gác con chứ. Thế là bây giờ là bà sinh xuống là bà sinh phải nói như vậy. Cú vào của bà sinh ở đâu? Cú vào của bà sinh chẳng thấy cú vào gì. Cú là hai con rượu chẳng biết là không. Đây, 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 đây. Đây à? Kheo kheo lại cái bồn nước để thôi. Bồn khóc ấy. Cái con đồ cú này à? Cú bên ngoài không có à? Cú kiệt sủ hết cái kìa. Để ngoài vừa thôi, nhà chật lắm. Ôi rồi cái rượu nó ngon thật đấy. Rượu nếp bom, bom rượu thật. Rượu nếp cái hoa vàng đấy. Cái bom bom nước cá lá đây. Đấy nước lá cho bà xin làm sao đẹp quá. Cái này con đang mua nước rượu không? Có, chén này này. Có uống đi cho một ly. Cho một ly nhờ đi làm quan thì uống ít thôi nhá. Bốc môi uống thôi. Đi lại 3 tống nữa thì có mà 3 cống mới được ăn thì chết. Một chén mà chẳng nên non, 3 chén chụm lại mới nên hòn cao đó. Con uống hết đi. Thế còn con rau của bà sinh thế nào, có uống không? Mẹ cháu ơi con uống. Kia, chén kia, về bà sinh cho một tí như các bà làm xóm có uống đây. Các bà làm xóm thèm lắm rồi. Ôi trời, các bà làm xóm có uống à? Vâng. Các bà nhìn kia hả ơi. Có thần này nó bắt đến hết. Các bà hàng xóm xin gà về làm xóm với ạ. Các bà có hàng xóm xin gà. Tặng anh em ở nhà mình chứ là mình là xóm ở đâu. Còn Trần cái người này muốn xin ý. Chẳng nhẽ làm quan không làm quan cứ buộc vào làm gì dặn co cho nó thành đúng đợt ngu ngốc đi. Dậy sớm thế mà ơi. Đang xem bệnh bà sinh khám lễ. Chưa có bằng chưa được khám đâu. Phạm rồi cứ đau tay.
quay thì thằng chồng nó bảo ăn thì ăn nhiều, lười lười làm. Thế mà không làm thì làm gì, bây giờ sống đến bao giờ thì xin ai cho không nhỉ? Rõ ràng như thế. Thế là bà Sinh chêu đùa như vậy thôi. Khéo lại bảo bà Sinh về mẹ đi, thế đó vậy. Bà Sinh cứ nói toạc ra không, không ăn như thế. Thế còn bà mẹ đẻ có lấy gà không? À, có. Chắc nó cười người chăn gà sao cho cái gì? Khó lắm, khổ lắm, khổ lắm trời ạ. À. Nếu mà nó không nhìn lấy nhìn thấy thì nó đi bố thì không có mẹ mà. Mẹ bảo là đất có thần nuôi gà toàn xù lông. Đất cũng có thờ thần mà, thần nó ở lâu lắm rồi. Chẳng may lại vượt cửa ông bố này nó lại để đây nó theo con. Thế làm sao cái mình làm thầy làm sao cái trò người ta buộc vào tụi đã mùi. Khóa bản mệnh vào rồi, khóa hai tầng rồi, bây giờ cái gờ nó, cái hồn vía nó không phát được, bây giờ nó bây giờ bị thành giỏ. Nếu mà nó giỏ thì người ta là, bạn này mình bán là rất tiền giỏ người ta rồi, người ta bảo mình là, cái vía lạc ở thông rồi, vía lạc đâu, vía các cụ mang đi dạy học. Dạy ở ngoài, dạy được mấy chiêu đấy. Thế còn bà nào còn xin nữa nào anh em hồi qua thì em xin mời là xin gà để về nuôi là làm giống cả. Thế bây giờ còn mấy con gà rồi? À có, bây giờ có đồ à? Bà mẹ kia lùi ra cho con bà còn xin nó còn khá nữa. Ôi cái thì nhiều lắm, còn xin là mấy con xin giống. Xin giống và giống thì đẹp hơn. Xin giống là cái này bà xin kế có đồ bà mẹ khỏe. Bà xin kế của bà ngoại nhìn thấy của bà đó bà mẹ. Vâng ạ. Rồi để con gái mình lại lôi nó xuống lâu lắm rồi nên nó cứ dám mà con cháu nóng, dám mà con cháu nóng mà.
Thằng này nó chưa về nó nóng thiên đôi thủ công, còn cái chỗ nóng thì nó bỏ nóng. Cái này thế là bên ngoài cũng có làm thầy, bên nội cũng có làm thầy, biết bên nào hả? Thế bên nhà mình chứ còn bên nào? Bên đấy, bên mình mạnh thì mình cày. Chạy nhau bên nào nhanh thì cày. Bên nào nhanh thì cày thôi. Bên nào nhanh phải. Bên ngoài nội cũng rất giỏi, bên ngoại rất giỏi luôn. Thế mà còn ta cứ đi buộc vào cái lượng nguyện, buộc nó vào thành lũ ra lũ lần. Thế mình đi xem sách. Ba mẹ không bố vía là đi mạnh lắm, cao thế. Thế bây giờ còn bà nào xin thì cho nó này này. Bây giờ bị khóa vía rất sáng. Bây giờ bà này tới tắm hết rồi. Là vía mà đi ngược bà ơi là bà. Bà cũng mấy cái thằng này cũng được. Bây giờ phải đi tắm. Thế nào bây giờ phải cùng ấy. Bằng tiền đi. Thằng này cũng được mà. Thằng này cũng được đây, nó không nói bà đâu. Bây giờ đi không được đi đâu. Nhưng mà cái con vợ này đây nạ. Con vợ hôm nào làm tiền tặng làm đấy. Con vợ hôm nào cũng tặng được. Con quan thiên lôi cuối năm mùng mười nó thấy là có tắm rửa thế nào lúc này hình như ở đâu đi chắc chắc nó đi không không thì nó thấy bà thì nó không mắng không chửi đâu nhưng mà nó cứ như thế nào bởi vì con quan ấy nó ngu ngốc không đi theo nó đâu đâu nó giảm nó vào thế thì mình nói thì còn thế nào nữa mới bảo con quan ngu ngốc đi theo nó là nói không làm gì bảo đấy còn chưa biết. Thế là còn bà nào cũng xin nữa không? Bà này cũng xương với đây, cũng xương làm sao béo lăn nhớ trỏ như này. Có con gà mà làm giống xin, mẹ xin lấy con gà về để làm giống đấy. Gà không có làm giống. Mà đợt lúc nào cũng khổ. Còn khổ lúc trước. Lúc nào cũng đợt có khổ, mua bếp nhà mình làm chưa lấy về ấy kìa. Thế kia để cái gì có trên ấy, không phải là làm cái bếp trên á. Nghĩ cái bài xem. Thấy nhau thì
Thank you.
bà nói gì con một cái bà khó tính bà lắm. Khó tính khỉ như con khỉ gì. Như khỉ. Sáu bà tính con khỉ. Đi nhảy ra đi thì phải đi thì bảo là thân lắm về nhà thì ôi ôi bà con nó lại đi. Tốt nhất là con đừng nói. Hôm nay bà xin xuống dạy con như vậy nhá. Mình là mẹ ta già, người già mất không tìm thấy, mà trâu chết thì ta tìm được trâu mới. Thấy chưa, nói thế là con ta để mất là hết, mình mất phải hết. Nhưng mà mẹ ta nói thì ta vẫn là lựa chọn cho mẹ ta, vì ta mẹ ta là bà ta là tay phải cầm kiếm, tay trái cầm búa. Bà rất là ghê, ta phải chặt, ta làm bé thật đặt nó đi. Rồi cái lăng mặt nhà ta, hồi xưa ta làm bên ra cái tuổi thân nhà bé bé này ta sống là rất đẹp, rất dịu. Từ xa qua đấy, sang cái đất ở gần thủ công, sang cái đất ở gần thủ công, ai chăm? Ai chăm đất thủ công? Làm gần đồ gần đất người ta sang đường đi thủ công bố vào chung nhiều nấm nọ làm nấm leo vào đấy nấm leo nó vào nhập vào sàn này mới sàn cái lẩy này nó sàn bài leo nhận nó nhập vào bà nóng nảy lắm trong bụng bà lúc nào cũng sôi bụng bụng lửa luôn nhưng mà bà nói thì ta không được cãi. Nếu mà cãi bà về trong âm là bà khoe với các cụ 7-8 chín đời nó bắt mình chết tội không ai cầu. Con ta mấy bà đấy là cái tính hay của con ấy, cái số tặng mệnh ấy. Tính của con là bảo ở trước mặt rẽ ở đằng sau bà cái muốn cái này đúng vậy nhận luôn đi đấy, bà xin bà biết không cần mất dần đi thế nào thì được bật chỉ đằng sau này tự đầy chờ nói hay quá là... dài quay bản năng cứ tin gà nhà mình cứ phải nói là
hôm nay bà sinh ra được thế bà sinh ra như nhau rồi nhá. Chiêu cho mỗi người một cái đùi về. Các bà con cái một người không? Ai bà gọi bà sinh thì bà sinh chẳng nói lại hết. Ôi cái thôi này mà cả làng nghe tiếng nhỉ? Cái con ta có ai nghe tiếng các cụ nhỉ? Các cụ bảy đời chín đời các cụ thánh tướng nhà nhà họ Linh chúng ta. Có nhiều chủ nhà cũng trẻ ra đấy. Thế còn nào có ăn trên bánh đấy, bánh bánh đọc đấy, ăn khỏe luôn đấy. Đi đi. Ôi giời ơi, con này cho luôn một đấy. Con xin lấy người người già nghe một cái người trẻ thì nó thôi. Vợ chồng con nó về nó lại con nó khóc lại nhìn nhau là chết rồi. Già thì một cái thôi nhờ. Thế còn có ai có ăn nữa không nhỉ? Ôi người bánh bà thường này thiệt lắm. Bye.
con về đây xem cái mẫu này này. Nộp lễ thôi, chẳng có ai xem, cũng không người xem, toàn những người dậy sớm nha. Chào cả nhà nhá, chào buổi sáng an lành.